Uống vitamin C làm sao để cho nó hiệu quả? Chắc là các bạn đã biết được cái tác dụng của vitamin C rất là tốt cho da trong que chúng ta. Một trong những cái tác dụng của nó là chất chống oxy hóa, nó không chỉ là da mà nó còn là cả cơ thể chúng ta. Nên cái việc mà bổ sung vitamin C nó là một điều rất là cần thiết. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là vitamin C bản chất của nó chính là thành phần acid ascorbic, và khi mà chúng ta sử dụng vào, nó có khả năng ức chế cái tế bào sắc tố để làm da chúng ta trở nên sáng hơn. Nên rất là nhiều người chúng ta sẽ sử dụng cái vitamin C trong cái việc mà làm sáng da, điều trị nám hay là điều trị thâm mụn, và đấy cũng là một trong những cái phác đồ để mà chúng ta có thể là xử lý cái tình trạng sắc tố như thế. Cái thứ ba nữa của cái tác dụng của vitamin C là gì? Đó là khi mà chúng ta sử dụng nó có khả năng kích thích cái collagen nó sẽ tăng sinh. Đặc biệt là khi mà chúng ta dùng vitamin C kết hợp với collagen thì nó cũng sẽ làm cho da chúng ta trở nên săn chắc hơn rất là nhiều. Bởi vì thế mà cái việc mà chúng ta sử dụng vitamin C nó rất là rộng rãi tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng làm sao cho nó đảm bảo được hiệu quả, đã có những video bác sĩ Ngọc có chia sẻ cho các bạn về cái việc mà chúng ta sử dụng một số những cái hoa quả mà nó có chứa nhiều thành phần vitamin C để chúng ta sử dụng rồi. Thì trong video này thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể là sử dụng những cái viên vitamin C để làm sao chúng ta uống cho nó đảm bảo được cái hiệu quả của chúng ta. Thứ nhất, đó là cái nồng độ của vitamin C khi mà chúng ta sử dụng. Thường thì các bạn sẽ nên sử dụng đâu đấy tầm khoảng cỡ 500 cho đến 1000mg trên ngày. Nhiều khi chúng ta không nên uống nhiều quá, bởi vì khi mà chúng ta uống nhiều quá nó có nguy cơ nó bị lắng đọng ở trong thận và dẫn đến tình trạng sỏi thận. Nếu như mà uống ít quá thì cái hiệu quả của nó cũng sẽ là không cao. Nên là cái liều mà để mà khuyến cáo nếu như mà chúng ta dùng mình vitamin C thì chúng ta hãy sử dụng là 1000mg trên ngày. Nó có rất là nhiều những sản phẩm C trên thị trường, kể cả những cái vitamin C dạng viên sủi, các bạn có thể là sử dụng nó cũng được, không sao cả. Cái giá của nó đâu đấy chỉ tầm khoảng cỡ 100.000 cho một cái lọ như thế, chúng ta đã uống được tầm khoảng cỡ 1 tháng rồi thì cũng rất là hiệu quả. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là khi mà chúng ta uống vitamin C nó có một cái nguy cơ đó là gây lắng đọng ở trong thận và dẫn đến tình trạng sỏi thận. Nên là nếu như mà chúng ta uống vitamin C thì hãy uống thật nhiều nước vào. Chúng ta uống cùng với cái C đấy, chúng ta uống nhiều nước, và trong ngày đấy chúng ta cũng nên uống nhiều nước. Ít nhất là các bạn sẽ phải sử dụng 2 lít nước mỗi ngày để nó đảm bảo cái việc mà đào thải cái C đấy nó ra ngoài, tránh cái việc mà lắng đọng C ở trong thận của chúng ta. Cái thứ ba nữa là gì? Khi mà chúng ta uống C ấy, nếu như mà chúng ta uống vào ban ngày là tốt nhất, bởi vì khi mà chúng ta uống vào buổi tối, sau đó thì lúc tối chúng ta đi ngủ ấy, thì cái hoạt động của cái khi mà chúng ta nằm xuống thì nó sẽ dẫn đến cái dễ cái việc mà C nó dễ lắng đọng hơn. Nên là đây là một trong những cái lưu ý là chúng ta sẽ nhớ lại là gì? Đó là C khi mà chúng ta uống thì uống nhớ đủ liều, tầm khoảng cỡ 1000mg trên ngày. Uống vào ban ngày và uống vào nhiều nước thì đấy là cách để mà chúng ta có thể là uống được vitamin C nó hiệu quả nhất. Ngoài ra nữa thì sao? Để mà chúng ta tăng cái hiệu quả của vitamin C, các bạn sẽ nên kết hợp C với một số những thành phần khác nữa. Nó sẽ giúp cho cái hiệu quả của nó sẽ là được tăng cao hơn. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta kết hợp giữa C, lecithin hay là glutathione, và cái bộ ba đấy là một trong những cái bộ ba mà có khả năng giúp cho cái việc mà chống oxy hóa nó rất là tốt. Cái thứ hai nữa là khi mà ba cái thành phần đấy nó vừa làm cho chống oxy hóa, nó vừa làm cho da chúng ta trở nên sáng hơn. Tuy nhiên thì đối với những sản phẩm này thì cái giá thành của nó sẽ là cao hơn. Nên là tùy từng cái phân khúc hoặc là cái khả năng chi trả của mọi người, nếu như mà chúng ta có điều kiện, chúng ta cũng có thể là sử dụng những sản phẩm mà có ba cái thành phần như thế để mà chúng ta kết hợp trong cái việc mà uống. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta không có, hãy sử dụng những viên vitamin C đơn thuần. Các bạn có thể là ra ngoài hiệu thuốc chúng ta mua những cái vỉ vitamin C với cái hàm lượng là 500mg một viên đấy. Một ngày chúng ta có thể là uống nó 2 viên, hoặc các bạn có thể là sử dụng những dạng vitamin C dạng C sủi để mà chúng ta có thể là uống nó, thì một ngày hãy uống 1000mg trên ngày. Nó sẽ cực kỳ hiệu quả dành cho các bạn, giúp cho cái việc mà chống oxy hóa cũng như là làm da chúng ta sáng hơn hay là trẻ hóa da hơn. Hãy nhớ uống nó hàng ngày và nhớ uống nhiều nước nha. Ok, chắc là chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Có bất kể câu hỏi nào hoặc là nếu như các bạn thấy hay video, hãy để cho bác sĩ Ngọc một lượt like. Nếu không thấy hay thì hãy để dislike, bởi vì bác sĩ Ngọc sẽ nhìn xem là cái tỷ lệ và like và dislike nó như thế nào. Nếu như mà chúng ta thấy nhiều lượt like thì mình sẽ làm những video tương tự như thế này. Nếu như mà thấy mà dislike nhiều thì chứng tỏ nội dung này nó đang không hay và không phù hợp cho các bạn, để mình sẽ là loại bỏ những video dạng như thế này đi. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.